vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 9. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc cho biết sẽ siết chặt hơn việc lưu hành xe điện tự cân bằng sau 2 năm lệnh cấm tỏ ra không có tác dụng. Do lo ngại an toàn, cách đây 2 năm, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ban lệnh cấm loại xe điện hai bánh tự cân bằng. Tuy nhiên, lệnh cấm không có nhiều tác dụng khi vẫn xuất hiện loại xe này ở nhiều khu vực công cộng. Truyền thông Trung Quốc đang đưa tin về hoạt động cảnh sát ra quân phạt người sử dụng xe điện dạng này trên đường phố. Những loại xe điện tự cân bằng này không được phép lưu thông trên đường phố. Chúng chỉ có thể được sử dụng vì mục đích giải trí ở một số nơi nhất định, chứ không được ra đường. Để tăng tính chế tài, Thượng Hải nâng mức phạt đối với người sử dụng xe điện tự cân bằng trên phố từ mức 20 nhân dân tệ lên 50 nhân dân tệ. Tuy nhiên, lệnh cấm không được nhiều người đồng tình. Tôi không ủng hộ lệnh cấm này. Tôi nghĩ nếu ai cho phép xe điện chạy trên làn đường riêng, làn đường xe đạp hoặc đi bộ thì cũng không ảnh hưởng đến ai cả, cho nên không nhất thiết phải cấm. Tôi thấy không có lý do gì để cấm tuyệt đối loại xe này. Chẳng lẽ chính quyền không thể cởi mở hơn một chút hay sao? Nhiều người dân cho rằng lệnh cấm là không cần thiết. Nếu như các loại xe điện được thiết kế đảm bảo an toàn và có những quy định rõ ràng, thì xe điện tự cân bằng vẫn có thể được sử dụng. Vừa qua, thì thị trưởng thành phố Tokyo bà Yuriko Koike đã tuyên bố hoãn di dời chợ cá Tsukiji rất lâu đời ở thủ đô Nhật Bản. Việc này có thể ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Kế hoạch di dời chợ cá 80 năm tuổi Tsukiji đã có từ cách đây 20 năm. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này. Tuy nhiên, do địa điểm mới từng là nhà máy than nên có nhiều lo ngại về việc thủy hải sản có thể bị nhiễm độc. Đó là lý do mà cho đến nay, dự án về chợ cá vẫn chưa được tiến hành. Hôm 31 tháng 8, thị trưởng thành phố Tokyo, bà Yuriko Koike, tuyên bố dự án di dời chợ cá sẽ tiếp tục bị hoãn lại, thay vì hạn định là ngày 7 tháng 11 năm 2016 từng được đưa ra trước đây. Bà Koike cho biết cần phải có kết quả xét nghiệm môi trường chính xác để đảm bảo cá không bị nhiễm hóa chất. 18 tháng 11 mới có kết quả xét nghiệm nguồn nước ở địa điểm mới. Do vậy, nếu di dời chợ cá trước khi có kết quả xét nghiệm thì hoàn toàn không hợp lý. Đó là lý do việc di dời phải đợi thêm một thời gian nữa. Bà Koike cũng cho biết công tác quan trắc xét nghiệm môi trường tổng thể ở địa điểm mới có thể kéo dài đến 2 năm. Nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng cho Thế vận hội Olympic 2020. Còn theo truyền thông địa phương, Tokyo đã chi 85 tỷ yên, tương đương 832 triệu đô la Mỹ cho công tác quan trắc xét nghiệm môi trường tại địa điểm vốn có hàm lượng benzen và nhiều hóa chất khác khá cao. Trước kỳ họp Quốc hội Úc, thì Thư viện Quốc hội đã phát hành bộ hồ sơ các vấn đề cần phải bàn. Trong đó, thì các chuyên gia kinh tế độc lập khuyến nghị cần cân nhắc kỹ trước các khoản đầu tư từ Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế độc lập khuyến cáo chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước những khoản đầu tư của Trung Quốc mà đi kèm theo đó là những điều kiện đảm bảo quyền lợi của bên đầu tư. Một trong những mối quan ngại của các chuyên gia là việc Trung Quốc đầu tư vào miền Bắc nước Úc chính là một bước đi nằm trong dự án một vành đai, một con đường xuyên Á Âu của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định điều mà nước Úc cần là một chiến lược kinh tế và chính trị đúng đắn để xác định mối quan hệ kinh tế thực sự giữa Úc và Trung Quốc. Tôi nghĩ cẩn trọng với các khoản đầu tư nước ngoài là cần thiết đối với an ninh của Úc. Dĩ nhiên chúng ta cần vốn đầu tư nhưng người Úc cũng cần phải biết rằng chúng ta sở hữu và kiểm soát nước Úc chứ không phải nước ngoài. Quan ngại này nảy sinh sau khi chính phủ Úc bác bỏ thương vụ bán hãng điện lực Austria cho Trung Quốc, Hồng Kông và dẫn nguyên nhân là vì lý do an ninh quốc gia. Vừa qua thì các công tố viên Hàn Quốc lại tiếp tục triệu tập con trai lớn của nhà sáng lập tập đoàn gia đình Lotte Group. Có vẻ như các nhà chức trách vẫn chưa từ bỏ việc truy cứu hình sự đối với tập đoàn vì những bê bối nội bộ này sau khi một lãnh đạo cấp cao tự sát vào tuần trước. Phát ngôn viên của ông Shin Dong-ju, con trai lớn nhà sáng lập Lotte Group, cho biết ông Shin đã được yêu cầu có mặt để thẩm vấn vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm giờ địa phương tại Seoul. Tuy nhiên, phát ngôn viên không cho biết lý do ông Shin bị triệu tập. Các công tố viên của Hàn Quốc đã định lại ngày điều tra sau khi phó chủ tịch tập đoàn là ông Lee In-won bị phát hiện chết trên một con đường đi bộ. Chứng cứ cho thấy đây là một vụ tự sát. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi ông Lee phải tham dự buổi thẩm vấn với các công tố viên. Hồi tháng 6, khoảng 200 công tố viên đã lục soát các văn phòng của Lotte vì những bê bối liên quan đến một quỹ đen do tập đoàn thành lập và một vài hoạt động giao dịch đáng ngờ ở các công ty con. Thưa quý vị, Malaysia vừa xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên trong nước. Bệnh nhân là một phụ nữ đã đi du lịch đến Singapore từ ngày 19 tháng 8. Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia cho biết là bệnh nhân bị nổi mẩn đỏ và bị sốt cao khoảng một tuần sau khi từ Singapore trở về nước. Ngoài ra, thì con gái lớn của bệnh nhân này hiện đang ở Singapore cũng có xét nghiệm dương tính với virus Zika. Trước đó, vào cuối tuần, Singapore đã công bố dịch Zika lây lan trong nước. Số người bị nhiễm virus này cũng tăng nhanh theo. Và kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật sau đây.
Ngành thuế sẽ thí điểm hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp tại 5 tỉnh kể từ tháng 11 tới. Cải thiện môi trường kinh doanh, doanh nghiệp cần giải pháp thực thi chứ không chỉ nghị quyết.